bạn, mình tên là Nguyễn Thị Phương Thảo. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của mình là quản trị kinh doanh. Thì vừa rồi là mình có đậu visa du học Mỹ. Mình rớt một lần rồi, mình phỏng vấn lần thứ hai mình mới đậu. Bây giờ mình rất là vui. Mình có một vài lời khuyên và chia sẻ với các bạn hiện đang làm hồ sơ chuẩn bị đi du học. Thì đầu tiên là cái khâu chuẩn bị hồ sơ là mình nhờ các anh chị ở công ty tư vấn du học Tân Đại Dương làm hồ sơ cho mình. Là chị Bích ở bên quận 5 á, làm cho mình. Thì hồ sơ của công ty làm rất là thuận lợi. Mình công ty chỉ yêu cầu mình chứng minh tài chính, rồi quá trình học của mình hồi cấp 3 như là học bạ, giấy khen, rồi bảng điểm. Còn về tài chính thì cần có những cái như là giấy phép kinh doanh của ba mẹ, rồi các thẻ tài khoản ngân hàng. Thì đầu tiên á, khi mà mình trong quá trình mình chuẩn bị hồ sơ thì mình có học song song học phỏng vấn với lại thầy Khôi. Thầy rất là dễ thương, nhiệt tình, hiền nữa. Thầy chỉ mình rất là tận tình, như là mình thì chọn trường Houston Community College của Houston, bang Texas. Thì thầy có bữa đầu tiên á, thì thầy có hướng dẫn mình là mình phải về mình lên trang web chính của trường để mình xem các thông tin về trường, để khi mà lãnh sự quán hỏi mình thì mình biết cách trả lời. Rồi mình học phỏng vấn khoảng chừng 5-6 buổi là mình tự ở nhà mình. Nói chung là trong quá trình mình học thì mình cũng thuộc bài luôn rồi, mình khỏi cần phải học nữa. Nên học phỏng vấn cũng khá là đơn giản, cũng khá là dễ. Học phỏng vấn với thầy Khôi khoảng 5-6 bữa. Thì bữa cuối cùng trước khi mà mình chuẩn bị lên đường đi gặp lãnh sự quán phỏng vấn lần đầu tiên, thì mình có học một bữa với anh Bảo Anh. Thì cái bữa đó là bữa mà anh Bảo Anh chốt lại tất cả những cái vấn đề mà mình cần biết khi mà mình đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Thì cái bữa đó anh Bảo Anh đã chỉ mình những cái câu hỏi mà quan trọng nhất, chủ chốt để mình phỏng vấn khi đi gặp lãnh sự. Thì rồi anh có chỉ mình những cái giống như là diện mạo của mình mặc ăn mặc như thế nào cho lãnh sự biết là mình nhà mình có điều kiện, đủ điều kiện để hỗ trợ mình đi du học. Rồi cái thần thái của mình phải tự tin, bản lĩnh, phải nói chung là không được rụt rè nhút nhát. Thì lãnh sự mới tin là mình có khả năng một mình tự lập ở bên đất nước Mỹ. Khi mà làm hồ sơ Tân Đại Dương á, thì thật sự luôn á, là đây là lần đầu tiên em đi làm hồ sơ để phỏng vấn đi nước ngoài du học. Thì Tân Đại Dương là nơi mà chị em đã từng làm hồ sơ rồi và chị đậu rồi. Hiện tại chị đang du học ở bên Mỹ, Houston luôn. Thì chị giới thiệu cho em, thì khi mà em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em rất là yên tâm, bởi vì Tân Đại Dương mấy anh chị dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ em làm hồ sơ rất là thuận lợi và không có gì khó khăn hết, nên em rất là an tâm. Em chọn Mỹ đi du học là tại vì thứ nhất là em có người thân ở bên Mỹ và bạn bè em á, du học Mỹ rất là nhiều, với lại Mỹ là một nước phát triển nhất thế giới hiện giờ nên em chọn Mỹ. Trường Houston Community College thì nó rất là nổi tiếng với lại du học sinh quốc tế, đặc biệt là nước Việt Nam của mình thì có rất là nhiều tiền bối đã đi trước chọn cái trường này. Trường mình thì nói chung là ở trong thành phố Houston nên rất là phồn thịnh, phát triển, rất là phù hợp cái ngành quản trị kinh doanh mà mình chọn, cho nên mình quyết định chọn trường này. Với lại một phần nữa là học phí của trường này khá là tốt, mình có thể học 2 năm ở trường, sau đó mình có thể dễ dàng chuyển tiếp lên Đại học Houston. Lời cuối cùng mà mình muốn nói là mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên khi mà đi phỏng vấn thì các bạn nên mặc bộ đồ mà các bạn cảm thấy tự tin nhất, thoải mái nhất. Đầm váy cũng được, miễn sao các bạn thoải mái tự tin trong bộ đồ đó thôi, chứ đừng có nên mặc những cái bộ đồ mà mình cảm thấy không hợp với mình nhưng mà mọi người nghĩ là đẹp nhưng mà mình cảm thấy không thoải mái thì thôi. Nên mặc bộ đồ nào mà làm cho mình cảm thấy là mình chỉ là chính mình, thì khi mà nói chuyện với lãnh sự thì mình mới có thể làm tốt nhất được. Rồi khi mà nói chuyện với lãnh sự thì các bạn nên nói thật. Lúc đầu thì khi mà mình nói chuyện với lãnh sự thì mình cũng hay nói cái kiểu như là học bài á, nhưng mà người ta biết hết à. Nên cuối cùng mình cũng phải nói sự thật ra thôi. Rồi khi mà
phỏng vấn thì các bạn nên tươi cười vui vẻ rồi trả lời tự nhiên thoải mái lên, chứ đừng có nghĩ là rụt rè hay là sợ phỏng vấn, sợ lãnh sự này kia, thì người ta cũng cũng tạo điều kiện cho mình để được đi qua đất nước của người ta du học. Mình chúc các bạn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đi du học ở Tân Đại Dương sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công, lấy được visa như mình.